Thế kia, mau! Cô ta chạy ra từ lầu 10. Đây mà là bệnh viện sao? Đứng yên, dạ, đứng yên. Lên. Đứng yên. Đầu. Nhìn lên. Đới Miểu, có thể cho tôi biết Lưu Sấm và Hạ Đông đang ở đâu không? Làm sao tôi biết được? Vậy tại sao cô giúp họ chứ? Anh nói tại sao tôi không thể giúp họ? Trả lời rất hay đó. Đúng vậy, tại sao cô lại không thể giúp họ được? Vậy được rồi chứ. Các người định nhốt tôi bao lâu? Tôi cho cô biết đây là diễn tập, cần phải làm giống y như thật. Tôi không cho cô ngồi đây nói chuyện tự do thoải mái với tôi đâu. Nhưng dù sao diễn tập cũng không phải là thật. Rốt cuộc các anh muốn sao? Cô có quan hệ gì với Lưu Sống? Hình như đây là chuyện riêng của tôi. Đúng, là chuyện riêng của cô. Tôi chỉ là muốn thăm dò bí mật này thôi. Quan hệ đồng chí? Ồ, hiểu rồi. Có lẽ tôi không hỏi được gì từ cô rồi. Ngồi xuống. Gì đây? Còn muốn cản trở tôi sao? Trò chơi chiến tranh của các anh đã kết thúc rồi. Bây giờ tôi còn phải đi làm việc nữa. Còn không, các anh đi tìm chính quỹ viện trưởng đi, kêu bảo vệ của chúng tôi bắt trói tôi lại. Cô học ngành y có đúng không? Đúng vậy. Không phải anh giỏi lắm sao? Chắc chắn coi được hồ sơ của tôi. Đừng có coi tôi như kẻ thù. Tôi không có ý xấu với cô. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Tôi chính là huấn luyện viên trưởng, chủ nhiệm phòng nghiên cứu tác chiến học viện đặc cảnh. Tôi tên là Tằng Sơn Lâm. Ồ, chức vụ cũng cao thật đó. Cô tới học viện của tôi đi, làm học trò của tôi đi được không? Cô nhất định sẽ là học trò xuất sắc. Làm học trò của anh? Đúng vậy. Có phải là anh cho rằng đeo huy hiệu của cảnh sát vũ trang là thiên binh thiên tướng không? Khoác da hổ lên người là có thể coi thường người khác hay sao? Trên vai thêm một gạch là cao hơn người ta hả? Tôi cho anh biết, tôi không thèm đâu. Tôi cũng không thích, không bằng lòng. Tôi cứ nhìn không quen đám bộ đội đặc chiến các anh. Người nào người nấy thật là kiêu ngạo lên tới trời. Có ba đầu sáu tay sao? Nhất là anh đó, làm như ai cũng muốn được làm học trò của anh vậy. Còn chuyện gì nữa không? Không có thì tôi đi. Cứ thả cô ta đi như vậy sao hả? Vậy các cậu nói đi, chúng ta bắt cô ta vì lý do gì? Cô ta có nói gì không chứ? Lưu Sấm và Hạ Đông đi đâu? Sẽ không nói với cô ta. Sở dĩ Đới Miệu bỏ chạy là để phân tán sự chú ý của chúng ta, yểm hộ cho Lưu Sấm và Hà Đông, giúp bọn họ trốn khỏi đây. Từ điểm này có thể nói là cô ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng rốt cuộc họ trốn ra bằng cách nào chứ? Tôi không biết nữa. Đúng rồi, tôi cũng đang suy nghĩ đây. Cả bệnh viện này từ trên trời dưới đất đều bị bao vây nghiêm ngặt, không một khe hở. Một con ruồi cũng khó mà bay vào được. Nhưng mà hai người đó Làm sao mà thoát ra được? Chẳng lẽ họ biết độn thổ thật sao? Có khi nào còn trốn ở trong bệnh viện không?
Náo loạn thành ra như vậy chính là vì muốn yểm hộ cho Lưu Sấm và Hà Đông thoát ra. Nhưng mà thoát ra bằng cách nào đây chứ? Alo, là tôi. Có đây. Tăng Sơn Lâm. Được được, tôi biết rồi. Cứ vậy đi. Lưu Sấm hiếp người quá đáng mà. Tôi nói rồi mà, cô chắc chắn còn chờ chiêu cuối. Mau muội cho hỏi một câu, có của tôi không? Sao tôi biết còn phải chuẩn bị cho anh nữa? Làm người như vậy không hay lắm đâu. Thôi được rồi, mạnh ai nấy lo vậy. Nè thôi đừng mà, bây giờ tìm người làm là được chứ gì. Đi, tới nơi an toàn trước. Sao không chịu nói sớm? Anh không hỏi xem tôi là ai hả? Muốn hỏi, nhưng nếu như anh muốn nói cho tôi biết, tự anh sẽ nói cho tôi biết. Thông minh. Tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì cho anh đây? Tôi đã điều tra về anh. Thân thủ của anh đúng là rất khá, còn lá gan coi như đủ lớn. Vậy tại sao không ở lại Tam Giác Vàng kiếm ăn? Lão đại chết rồi. Ở bên đó chúng tôi kết thù với rất nhiều người, giờ phải ra ngoài tránh gió. Ra khỏi Tam Giác Vàng, anh cũng không cần làm những chuyện độc ác hay là bất lương nữa. Tôi cũng phải kiếm cơm ăn chứ. Cái này so với ma túy, lỡ không may bị phát hiện cũng không đến nỗi phải đem đi tử hình. Chung thân hay là tử hình không giống nhau à? Dĩ nhiên là không giống rồi. Tử hình nghĩa là không có ngày ra, nhưng mà chung thân vẫn còn có cơ hội thoát ra được. Tôi cũng chưa từng nghe ai có thể thoát ra khỏi được trại giam Trung Quốc. Đâu phải tôi chưa từng thoát ra. Cũng giỏi ha. Có bộ tôi không có nhìn lầm. Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì? Mở cái vali đó ra đi. Tiền trong đó không cùng số seri, thật hay là giả? Anh liếc một cái là nhận ra liền. Anh là chuyên gia mà. Bà mua nhỏ của tôi. Là người thì luôn có dục vọng. Người tôi sợ nhất chính là loại người không có dục vọng, không thể nào ra tay. Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Anh muốn tôi giết người hay sao?
Bây giờ ở Hải Châu rất là náo nhiệt, anh có biết không? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cũng đang rất bực đây. Rồi còn cái gì quân giải phóng vũ trang, phô trương thanh thế cũng lớn lắm. Bọn họ gọi đây là diễn tập phối hợp chống khủng bố của lực lượng vũ trang. Tôi nói mà, tôi muốn anh đi đụng chạm họ một chút xem. Đụng chạm chút? Vậy nghĩa là sao? Diễn tập, dù sao cũng là diễn tập thôi. Tuy nó có thể phản ánh sức chiến đấu nào đó, nhưng mà đó không phải là sức chiến đấu thật sự. Thứ tôi càng muốn xem chính là sức chiến đấu của bọn họ trong thực chiến nó như thế nào. Thật sự ý của anh là gì? Hay là nói về đi. Chính là tôi muốn anh đi gây chút chuyện với họ, đụng chạm buổi diễn tập một chút, để coi họ chỉ là súng hơi nạp đạn sáp cho đẹp mắt hay là thực sự lợi hại như lời của bọn họ tuyên truyền, thông qua cải cách bằng một loạt những sáng kiến để nâng cao sức chiến đấu chống khủng bố của quân đội. Anh nghe hiểu không? Ý của anh là muốn tôi đưa cái đầu ra trước họng súng của họ sao? Ngay lúc này mà tôi ra ngoài gây sự, không cần chờ đến sự tử hình, đã bị trực tiếp bắn chết rồi. Tôi thật là không ngờ lá gan của anh nhỏ như vậy. Đại ca, cũng không thể nói như vậy được. Lá gan của tôi lớn cỡ nào cũng không thể đem thân thể mình đặt trước họng súng của cảnh sát vũ trang được. 1 triệu tệ này là một lựa chọn của anh, nghĩa là anh theo tôi làm việc. Chẳng lẽ không còn sự lựa chọn nào khác sao? Lúc nãy thứ anh tìm vào là gì? Là ma túy. Tôi có thêm vào một thứ khác, virus sinh vật. Cũng chính là vũ khí hóa sinh mà các nước lớn thường dùng tới trong thời kỳ chiến tranh lạnh đó. Dĩ nhiên nâng cấp rồi. Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, với trình độ văn hóa của anh nghe sẽ không hiểu đâu. Nói đơn giản hơn, trong 72 giờ tới, virus bắt đầu phá tác, anh sẽ giống như một kẻ xui xẻo mà chết vì nhồi máu cơ tim, không để lại bất cứ một vết tích gì. Thuốc giải thì chỉ tôi mới có. Có đưa anh hay không còn phải coi biểu hiện của anh nữa đó. Mau đưa thuốc giải cho tôi. Làm sao giải? Tôi đã nói thế nào? Không nói phải không? Anh thật sự nghĩ tôi sẽ đem thuốc giải theo bên người hay sao? Hả? Vậy thì được. Tôi sẽ giết anh trước. Trước khi tôi chết sẽ đem anh ra lót lưng. Được thôi, dù sao tôi sống cũng quá mệt mỏi rồi. Làm đi, làm đi. Anh không sợ chết hả? Tại sao tôi phải sợ chết chứ? Rốt cuộc anh muốn cái gì đây? Buông tay. Buông tay rồi tôi nói cho. Anh nói trước thì tôi mới nở tay một chút. Như vậy là đã thoải mái lắm rồi. Có nói không? Tôi làm việc dưới trướng của một tổ chức rất vĩ đại. Tổ chức này đã có lịch sử hơn 100 năm rồi. Nó có nguồn sức mạnh vô tận, có một nguồn tài lực hùng mạnh, nhân tài xuất sắc trong khắp các ngành nghề. Tôi chỉ là một nhân vật cỏn con ở trong số đó. Anh coi đi, anh thân thủ tốt như vậy, tại sao không chịu mạo hiểm thay đổi cuộc sống của anh một chút? Vinh hoa phú quý với tổ chức của chúng tôi mà nói chỉ là chuyện không đáng gì. Các người là tổ chức khủng bố à? Người bình thường đều nghĩ như vậy. Chúng tôi gây ra hành động khủng bố thì đó chỉ là một thủ đoạn nhằm đạt được mục đích mà thôi. Chỉ cần anh đủ thông minh, chỉ cần anh đủ trung thành, anh có thể có được một cuộc sống hoàn toàn khác. Cuộc sống như thế nào? Tôi sẽ không nói với anh thêm nữa đâu. Không nói thì anh phải chết. Chính là cuộc sống của giới thượng lưu so với làm xã hội đen như bây giờ khác một trời một vực. Chưa giờ đâu mà tôi tin anh. 1 triệu này anh cứ cầm trước đi. Sau khi làm xong chuyện, chỉ cần anh còn sống, tôi sẽ đưa thêm 1 triệu nữa, coi như là bao lì xì cho người mới. Như vậy anh không còn là tên xã hội đen nữa. Chuyện anh làm đều là chuyện lớn. Trước khi anh suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất để vào cách xa tôi một chút.
Lỡ như tôi không may bị chút xíu thương tích gì, những gì tôi nói trước đó coi như là chưa nói. Coi như là anh thông minh. Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì đây? Không phải là tôi nói rồi sao? Muốn anh đụng chạm cuộc diễn tập chống khủng bố của lực lượng vũ trang một chút, để bọn họ lộ ra sức chiến đấu thực sự của mình. Wow. Anh làm gì như con nít tò mò vậy? Không phải. Chúng tôi chưa từng ở nơi sang trọng như vậy. Cô từng ở đây à? Còn không phải chuẩn bị cho diễn tập lần này hay sao? Động chút là muốn mua lại luôn. Tôi làm gì mua nổi chỗ này? Thuê đó. Vậy giá chắc cũng không rẻ. Phải đó, thẻ của tôi quẹt sắp cháy luôn rồi. Không sao, trở về tìm tham mưu trưởng đòi lại. Tưởng tượng ra vẻ mặt khó coi đó rồi. Đúng vậy, chắc nhăn như nhau mèo. Chắc là cô không biết, con ruồi bay qua chú ấy còn hận không tận dụng được. Tới rồi. Nè, chân của cô đỡ nhiều rồi, vô trong đi. Wow, hiện đại quá. Cũng biết hưởng thụ quá ta. Cô nói sao trước đây tôi lại không nghĩ ra lấy đây làm điểm an toàn. Sạch sẽ hơn là chui vào cống nước, đào tới đào lui. Ê, cái mùi đó thiệt là khó chịu. Tới đây cũng đâu phải là để hưởng thụ. Đây chỉ là một căn phòng trống thôi, cả rượu đỏ cũng không có. Anh tưởng mình là 007 thiệt hả? Tôi thấy cô quen chân quen tay, tưởng cô mới là 007 chứ. Thoải mái thiệt. Nè, nói tôi nghe thử, có phải cô từng làm như vậy không? Hơn nữa còn không phải là một lần. Ưu thế của nam binh và nữ binh khác nhau. Cấp trên kêu chúng ta làm chung là để kết hợp ưu thế của nhau. Cô đây là lánh nặng tìm nhẹ, không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi. Anh đúng là đứa trẻ tò mò tọc mạch, sao cái gì cũng hỏi hết vậy? Dĩ nhiên là tôi phải biết trước đây cô từng làm gì. Cô luôn nói kết hợp ưu thế, nhưng mà tôi từng làm cái gì cô đều biết hết. Còn cô từng làm cái gì tôi căn bản không biết cái gì hết. Có công bình không? Cô nói thiệt cho tôi nghe đi. Có phải các cô từng ra ngoài làm cái chuyện này hay không? Nè, không nên hỏi thì đừng có hỏi. Còn sốt ruột. Vậy đúng như lời tôi đoán rồi. Anh có coi hồ sơ chưa? Coi rồi, cũng như chưa coi luôn. Vốn không giải được bí mật gì hết á. Tôi không phải là 007 như anh tưởng tượng, nhưng cũng không phải chưa từng làm qua cái gì. Mỗi ngày làm bình qua cho thủ trưởng ngắm. Chúng ta có thể đừng nói mấy chuyện không thể nói ra này hay không? Mau tìm cách gì để thoát thân đi kìa. Lão quái Hắc Sơn chắc là đang tức lắm đây. Chắc là ông ta đang lục tung cả thế giới để tìm chúng ta, bày binh bố trận ở khắp nơi, còn nghiêm ngặt hơn lúc chúng ta tới đây nữa. Anh nói vậy là ý gì? Không lẽ anh muốn ở đây cho tới khi diễn tập kết thúc luôn hả? Tại sao không được chứ? Ở đây thoải mái biết bao nhiêu. Chỉ hai chúng ta, chờ sau khi diễn tập kết thúc mọi chuyện tốt đẹp rồi. Nếu không phải diễn tập thì sao? Nếu là thật thì sao? Anh có thể giải quyết vấn đề được không? Vậy chắc chắn là không được. Mà tôi nói nè, đồng chí Hà Đông, cô làm gì mà nhăn nhó dữ vậy? Nói cho tôi biết coi, bây giờ có phải là diễn tập hay không?
chúng ta tốn bao nhiêu sức lực cho cuộc diễn tập này, không phải để hai chúng ta tới đây nghỉ mát đâu. Ồ, nếu hai chúng ta có thể trốn thoát, chứng tỏ bố phòng của quân đỏ vẫn có vấn đề, họ cần thảo luận và cải tiến lại. Đây mới là mục đích của diễn tập. Vậy nếu không trốn thoát được thì sao? Vậy thì đừng chứng tỏ chúng ta có vấn đề. Cô nói đều đúng hết, tôi không cãi với con gái. Cô cũng phải cho tôi tắm rửa thoải mái một chút chứ. Nè nè, phòng ngủ chính là của tôi. Anh bên kia. Suy nghĩ cũng thật chu đáo. Hai người nghỉ ngơi chung một căn phòng không thích hợp lắm. Thật là biết hưởng thụ. Trong nhà tắm còn có cả sauna nữa, đã quá. Tủ lạnh có đồ ăn đó. Tỉ mỉ thiệt. Vậy mà không chịu nhắc tôi đói bụng lắm rồi. Tôi nói nè, phòng lớn như vậy cô còn thuê được, sao không mua thứ gì ngon ngon một chút, mỗi ngày ăn cái này không ngán sao? Sống phía sau kẻ địch, có thể giữ mạng là tốt lắm rồi, còn muốn cái gì nữa? 007 thật không ăn cái này. Có tình hình gì mới không? Bọn họ bận rộn lắm, tìm chúng ta khắp nơi. Chúng ta phải ở chỗ này bao lâu? Anh hỏi vậy là ý gì? Ý tôi muốn nói là... Ê, cô nhìn thấy cái giường trong phòng của tôi chưa? Lớn quá chừng, độ đàn hồi rất tốt. Nếu tôi không nằm một chút để mà ngủ, tôi cảm thấy mình rất là có lỗi với nó luôn. Rất có lỗi với bản thân và số tiền của bỏ ra. Đúng rồi, đi ngủ đi. 4 tiếng sau tôi sẽ gọi anh dậy. Thay ca. Được rồi, cô cực chút đi. Tôi đi ngủ một lát đây. Mai, Lão Tứ có đây không? Tìm lộn chỗ rồi, không có Lão Tứ. Ê, nói với anh ta là có Lão Hắc tìm. Không có quen Lão Hắc gì hết. Cô cứ nói vậy với anh ta, tôi sẽ ở ngoài cửa đợi anh ta. Cho cậu ta vào đi. Vào trong đi. Giao súng ra đây. Anh đi theo chúng tôi. Anh Tư, anh đối xử với bạn cũ như vậy sao? Hả? Anh Tư. Lão Hắc, sao cậu tìm ra được chỗ này? Anh Tư, không phải anh nói nếu Hải Châu có chuyện gì thì tới tìm anh sao? Tôi tới rồi. Tôi nghe nói mười mấy ngày trước cậu đã thất bại. Lần trước tôi bị điều tử canh chừng. Anh Tư, tôi cứ nói chuyện với anh như vậy sao? Làm sao tôi biết được cậu không phải do điều tử phái tới? Anh Tư, người khác không hiểu tôi, anh cũng không hiểu luôn sao? Loại cò con như tôi bị xử 10 lần là nhiều rồi, sao tôi có thể hợp tác với điều tử chứ? Cậu đi đường của cậu, tôi đi đường của tôi.
Trước giờ cậu không có liên lạc với tôi, sao bây giờ lại tới tìm tôi? Anh Tử, tôi tìm anh vì có một vụ làm ăn rất lớn. Bây giờ cậu buông người, tôi lại không buông. Chúng ta có chuyện gì đáng để bàn bạc đâu. Được, mày đưa tụi bay ra ngoài hết đi. Anh Tứ, anh ra tay cũng quá nặng rồi. Nói nghe thử, muốn bàn chuyện làm ăn gì với tôi? Anh Tứ, có một ông chủ lớn bỏ ra một số tiền rất lớn, muốn lấy mạng kẻ thù của ông ta. Số tiền rất lớn là gì? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu đây? 50 ngàn. Là 5 triệu. Nói đi, là người phương nào? Cảnh sát hả? À, sao vậy anh Tứ? Tôi nói cho cậu nghe, có phải cậu bị điên rồi không? Chỗ tôi đàn em có mấy thằng với mấy cây súng thôi, sao dám đụng với cảnh sát vũ trang? Chết không toàn thây đó cậu biết chưa? Anh Tứ, muốn giao thì phải mạo hiểm. Ông chủ đã nói rồi, sau khi làm xong chuyện, 5 triệu còn lại sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của anh ngay. Thôi 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 thôi, được rồi, đừng có vụ nữa. Chuyện này làm không nổi đâu. Cho dù tôi muốn lấy được số tiền này, cũng không thể tới quân đội bắt người ta đi. Làm vậy chẳng khác nào đưa chuột tới miệng mèo, ăn thịt tôi, cộng xương cũng không nhả. Anh biết thành phố Hải Châu bây giờ đang có diễn tập chống khủng bố hay không vậy? Những người này không có trong căn cứ của cảnh sát vũ trang. Cái gì? Họ là kẻ địch giả tưởng trong diễn tập lần này ở thành phố. Ở chỗ nào? Có dễ ra tay không? Công an, cảnh sát vũ trang đều đang truy lùng họ. Bây giờ tôi vẫn chưa biết họ đang ở đâu. Lão Hắc à, lão Hắc, cậu đúng là biết đồ với tôi. Cả công an, cảnh sát, quân đội đều không tìm ra họ. Tôi là ai chứ? Tôi có thể tìm ra sao? Đã là kẻ địch giả tưởng thì họ sẽ đóng thành những người giống như chúng ta. Vậy là ý gì? Tất cả mọi thứ họ phải dựa theo tác phong làm việc của chúng ta mà hành động, mới có thể trốn được, ra mặt cũng được. Tôi vẫn không hiểu cho lắm. Anh Tư, bọn họ không có sự ủng hộ của nhà nước, còn phải né tránh sự dây bắt của nhà nước, nên họ nhất định phải trở thành người giống như chúng ta. Hay nói cách khác chính là nhất định họ phải nhờ đến sự hỗ trợ của anh em Hắc Đạo. Anh làm ăn ở Hải Châu bao nhiêu năm nay, anh em ở thành phố Hải Châu chắc chắn sẽ nể mặt anh Tứ đây. Thưởng lớn thì chắc chắn có kẻ có gan. Chúng ta chỉ cần ra giá 100 ngàn, chắc chắn sẽ tìm được hắn ta. Sau đó thì sao? Giết. Vậy tôi chắc chắn không ở lại Hải Châu được nữa rồi, cũng không ở trong nước được nữa. Ông chủ của tôi đã nghĩ xong đường lui cho anh rồi, anh không cần phải lo. Ông chủ của cậu là ai mà lại có năng lực lớn như vậy? Anh Tứ, đời người có 4 cái chung, chúng ta từng ở chung một trại giam, cũng coi như có một cái chung rồi. Anh hãy tin ở tôi, không đời nào tôi gạt anh đâu. Trời ơi, cô này, cô làm gì vậy? Vậy hả? Tôi vẫn còn chưa mặc quần áo, cô ra ngoài đi. Làm như tôi thèm nhìn anh lắm vậy đó. Mau dậy đi, có chuyện cần làm. Hả? Trời đã tối rồi, tại sao phải ra ngoài? Làm việc. Cầm cái này đi. Khẩu súng gì mà cũ quá vậy? Vậy mới có thể che đậy tung tích. Mau tranh thủ đi.
không biết bị gì nữa. Tất nhiên rồi, cẩn thận mới làm được chuyện lớn mà. Tôi trả giá cao hơn trước đây 10 lần. Cô dụ tôi à? Nếu như không cần chứng minh thư gấp, tôi đâu có tới đây làm phiền anh quê như vậy chứ. Vô trong chụp hình đi. Chụp hình sao? Không chụp hình sao làm được? Cũng phải. Trời ơi, các anh cũng chuyên nghiệp quá ha. Phi điệp ra ngoài làm việc, đừng chơi game nữa. Em đã cướp bao lì xì mà. Đi. Làm gì xong tôi sẽ cho cô bao lì xì vậy? Cô không hiểu, tôi đang chơi game. Nè, cậu tự quá trang hay là chúng tôi quá trang đây? Các anh cứ việc quá trang đi. Về chuyện này thì tôi cũng không biết. Anh ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây à? Ừ. Tôi thấy tóc giả này rất hợp với anh. Tóc giả này hả? Đúng vậy. Ơi, hợp với tôi đúng sao? Rồi. Đội vào nhìn mặt anh sẽ rất đặc biệt, đội thử nha. Trời ơi, cũng được ha. Anh nhìn được. Thử có đẹp không? Anh trẻ lại mấy tuổi rồi. Nhưng mà như vậy có giống tôi không? Cậu tới cho chúng tôi làm giả chứng minh thư, chắc chắn không muốn dùng hình thật của mình. Chẳng lẽ cậu muốn tôi làm chứng minh thư cho cậu mà người khác nhìn vô một cái là biết cậu ngay sao? Nếu như vậy thì cậu đâu cần tới đây làm gì. Phải, anh Khuê nói rất đúng. Cô làm tiếp đi. Anh đẹp trai lắm đó. Mọi người đều khen tôi đẹp trai kìa. Nè, anh tập trung đi. Sao giờ anh hung dữ quá vậy? Cô hóa trang thì cứ lo hóa trang đi, nói nhiều vậy làm gì. Xong rồi, chờ tôi, em làm cho anh kiểu tóc thịnh hành nhất năm nay. Tôi muốn ly hôn cô ta lâu dữ lắm rồi. Xong rồi. Cảm ơn anh. Wow. Không thể nhìn ra luôn, đây là anh sao? Theo quy tắc tóc giả và quần áo cũng phải thu tiền. Nhưng thôi, vì anh đẹp trai quá, em tặng anh đó. Đừng có tặng cho tôi. Tặng tôi cũng không biết hóa trang đâu. Em biết. Sao vậy, anh muốn tới đây một lần nữa hả? Anh không có ý đó. Những thứ có trong tay không bao giờ biết trân trọng. Anh đẹp trai, cho em tài khoản WeChat với. Ê, không được. Vợ tôi đang ở đây. Tôi không cho được. Đây, trả cho cô. Cú này đi. Đúng là cô biết nhìn hàng á. Cú này là thật, tôi đã trả giá rất cao để mua nó. Đối hình đối dấu vân tay, ông trời cũng không biết, bất cứ cửa nào cũng qua được. Nói vậy thì tốt quá. Được rồi, tối mai tới lấy hàng. Tối mai? Sớm hơn một chút không được sao? Làm chậm mới giống như thật. Cô không muốn tôi làm cậu cho thả chứ? Đi chát đi. Để người ta nhìn một cái là biết liền phải không? Chuyện này không gấp được đâu. Nhanh nhất bao lâu? Nhanh nhất. Nhanh nhất. Nhanh nhất thì cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Được, 2 tiếng đồng hồ nữa tôi lại lấy. Được, hai người về đi, tôi phải làm việc nữa. Làm phiền anh Khuê rồi. Đây là công việc của tôi, cứ yên tâm. Tôi về nha. Đi thôi. Ủa, nhưng mà anh mặc đồ đi ra ngoài. Trời tối không có ai thấy đâu. Ê, nè, làm việc của cô đi, tôi tạm về biệt, nha. Tạm biệt. Tôi về, bye bye. Anh Khuê, anh đẹp trai này sao nhìn quen dữ vậy ha? Mục tiêu. Cục trưởng Mã.
Đội trưởng Trương, sao lại tới đây? Công bằng tỉnh cũng tham gia diễn tập lần này à? Tôi đâu có tâm trạng tham gia diễn tập. Nè, tham mưu trưởng Như đâu rồi? Không ở đây sao? Đội đột kích sân báo đi đâu rồi? Chúng tôi cũng đang tìm họ. Sao vậy? Anh là tổng chỉ huy diễn tập quân đỏ, trưởng khoa đào tạo đặc chiến học viện đặc cảnh Tằng Sơn Lâm. Tới từ Bắc Kinh phải không? Chào anh, tôi là đội trưởng đội trinh sát tổng đội chống khủng bố công an tỉnh Phúc Kiến, Trương Bân. Như vậy đi, ở đây đều là người của học viện đặc cảnh, tôi sẽ nói thẳng luôn. Đội trưởng Trương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi mới nhận được tin tình báo, có người bỏ ra số tiền lớn để mua tung tích của Lưu Sấm và Hạ Đông để gây bất lợi cho họ. Cho nên các anh phải lập tức nói cho tôi nghe hai người họ bây giờ đang ở đâu. Cái gì? Chúng tôi cũng không biết. Lúc diễn tập chúng tôi ở hai phe đối lập, chúng tôi cũng không biết vị trí chính xác của họ. Không được, phải tìm được họ trong thời gian ngắn, bằng không thì rất có thể sẽ có chuyện. Ai tìm tung tích của họ? Bây giờ vẫn chưa biết, nhưng mà nghe nói người đó rất giàu có. Hắn đưa 100.000 trước, nếu như thông tin chính xác sẽ đưa 1.000.000 chỉ để mua tung tích của hai người bọn họ. Đúng là một kẻ điên khùng mà. Bây giờ tất cả băng nhóm xã hội đen thành phố Hải Châu đều đang chờ nhận phần thưởng của hắn. Lập tức đi tìm Dương Tư Lượng, mau! Bây giờ là đang diễn tập mà. Là lúc nào rồi mà còn nói diễn tập là cái gì nữa chứ? Có chuyện rồi. Tôi lấy tư cách là tổng chỉ huy diễn tập quân đỏ ra lệnh, tạm thời dừng diễn tập lại, chuyển sang trạng thái chiến đấu. Thông báo Dương Tư Lượng dẫn đội đột kích săn báo của anh ta lập tức tới chỗ của chúng ta, sẵn sàng đợi lệnh, mau! Dạ. Cục trưởng Bảo, diễn tập tạm dừng, quyền chỉ huy giao lại cho anh. Được rồi. Còn đứng ngớ ra làm gì? Ra lệnh cho đội hình cảnh, đội tình báo và đội đặc chiến vũ trang tạm ngừng cuộc diễn tập này, tập trung lực lượng, điều động tất cả nguồn lực, lập tức tìm cho bằng được Lưu Sống và Hạ Đông. Dạ. Có người dám phá chúng ta trong lúc chúng ta diễn tập, đúng là điên khùng. Không còn nhiều thời gian nữa, Dương Tư Lượng vẫn chưa tới. Hãy cho phép tôi vượt quá quyền hạn một chút, ra lệnh tất cả lực lượng vũ trang tham gia diễn tập đổi thành đạn thật, chuyển sang trạng thái chiến đấu, sẵn sàng giết chết kẻ địch mọi lúc. Dạ. Bên phải quay, lệnh nhận đạn thật. Phát đạn thật, sẵn sàng chờ lệnh. Rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tình hình các anh đã biết rồi, có người mua tung tích của Lưu Sấm và Hạ Đông. Anh có biết vị trí hiện tại của hai người họ không? Làm sao tôi biết được, tới giờ vẫn chưa có liên lạc mà. Mua tung tích hả? Người đó, hắn không muốn sống nữa hay sao? Xem ra đúng là hắn bị điên khùng rồi. Tôi cũng đã xác nhận đến 2-3 lần tin tình báo đó thật sự chính xác. Tham mưu trưởng, tới giờ Sầu Riêng và Phá Lấu vẫn chưa liên lạc với chúng ta. Chúng ta phải báo cho họ biết chứ. Không liên lạc được làm sao mà thông báo? Vị trí cuối cùng họ xuất hiện là ở đâu? Lần cuối cùng họ xuất hiện trước mặt của tôi, bây giờ họ ở đâu tôi không biết. Hai người họ không dùng điện thoại và bất cứ phương tiện liên lạc nào. Có lẽ họ nghĩ tới bây giờ vẫn còn diễn tập, cho nên mới không xuất hiện. Nếu vậy phải nói cho họ biết cuộc diễn tập của chúng ta đã kết thúc rồi. Phải đó, công bố thông tin, lập tức dừng diễn tập lại. Được rồi, lập tức liên hệ phòng trực ban, đài phát thanh truyền hình thành phố Hải Châu, nói cho họ nghe chúng ta có một thông tin rất quan trọng muốn công bố. Ngoài ra nói cho sở truyền thông, quản lý Weibo của thành phố Hải Châu biết chúng ta tạm dừng cuộc diễn tập lần này lại, kêu họ thông qua Weibo phát tán rộng rãi tin này và phát lại chương trình thời sự nhiều lần. Có vậy đồng chí Lưu Sấm và Hạ Đông mới có thể biết được tin này sớm. Dạ. Đội đột kích săn báo có. Chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Dạ.
Đi tắm mà cũng không chịu im lặng. Ai không biết chắc tưởng ở đây có mèo. Tiếp theo là thông báo khẩn của Cục Công an thành phố Hải Châu. Tiếp theo là thông báo khẩn của Cục Công an thành phố Hải Châu. Cục Công an thành phố Hải Châu tuyên bố cuộc diễn tập của lực lượng vũ trang đã kết thúc, đồng thời chân thành xin lỗi vì trong quá trình diễn tập đã mang lại phiền phức cho người dân và cảm ơn người dân đã nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ cho họ. Hiện giờ cuộc diễn tập chính thức kết thúc, mời tất cả đồng chí công an, cảnh sát, quân dân tham gia diễn tập phải kết thúc ngay lập tức, trở về đơn vị của mình. Các đồng chí còn tham gia diễn tập sau khi nghe được thông báo khẩn này của Cục Công an. Nè, Sầu Riêng à, trở về trung tâm chỉ huy của Cục Công an ở thành phố Hải Châu. Như vậy, tôi đang tắm. Ơi, Sầu Riêng, Sầu Riêng. Cục Công an thành phố Hải Châu. Cô ra đây một lát. Cuộc diễn tập của lực lượng vũ trang. Cô ra đây một lát. Đồng thời chân thành xin lỗi vì trong quá trình diễn tập đã mang lại phiền phức cho người dân và cảm ơn người dân đã nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ cho họ. Anh quá đáng lắm rồi đó nha. Hiện giờ cuộc diễn tập chính thức kết thúc. Lúc anh tắm tôi có kêu anh hay không? Mời tất cả đồng chí công an, cảnh sát, quân nhân tham gia diễn tập phải kết thúc diễn tập ngay lập tức, trở về đơn vị của mình. Mau ngồi xuống coi TV kìa. Tiếp theo là thông báo khẩn của Cục Công an thành phố Hải Châu. Cục Công an thành phố Hải Châu tuyên bố cuộc diễn tập của lực lượng vũ trang đã kết thúc, đồng thời chân thành xin lỗi vì trong quá trình diễn tập đã mang lại phiền phức cho người dân và cảm ơn người dân đã nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ cho họ. Hiện giờ cuộc diễn tập chính thức kết thúc, mời tất cả đồng chí công an, cảnh sát, quân nhân tham gia diễn tập phải kết thúc diễn tập ngay lập tức, trở về đơn vị của mình. Mời sao tất cả đồng vậy? Chí công an, cảnh sát, quân nhân tham gia diễn tập không lập tức kết lắm. Thúc trạng thái diễn tập, trở chưa về đơn vị kết thúc của mình. Diễn tập kiểu này còn phát thông báo nữa chứ. Nè, đồng chí Lưu Sống, anh nói gì đi. Tôi đang suy nghĩ. Được rồi, giả làm Albert Einstein hả? Hay là Tinker? Lại xéo sắc tôi nữa. Có chuyện khác thường, không ổn rồi. Anh nghĩ đây là cái bẫy. Cô nghĩ họ dân mở tới miệng mèo cho chúng ta sao? Đừng giỡn, nói nghiêm túc đi. Tôn trọng. Tôi nghĩ rằng họ làm vậy để dụ dỗ chúng ta chui đầu vào lưới. Lúc nãy cô nói cô chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy đúng không? Còn tôi cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Diễn tập bắt đầu và kết thúc không cần công bố rộng rãi. Họ không biết làm sao cho nên mới phải dùng cách này. Sự gấp gáp nóng vội của họ khiến cho mọi thứ trở nên kỳ lạ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cuộc diễn tập này rất lớn, huy động mấy chục ngàn công an, cảnh sát, mấy chục đơn vị đều tham gia. Sao lại kết thúc bất ngờ như vậy được? Không ổn. Đây giống như một cái bẫy. Không phải giống mà là một cái bẫy. Tóm lại cho dù như thế nào, chúng ta cũng không được tới trung tâm chỉ huy chui đầu vào lưới. Trốn. Chúng ta trốn trước rồi tính. Phải rồi, cô như vậy đã tắm xong hay là chưa tắm xong? Tôi chuẩn bị xong rồi. Nè, chúng ta đi lấy chứng minh thư đi. Vẫn còn 40 phút. Từ khách sạn này tới đó chỉ mất 20 phút thôi. Tôi vẫn chưa thay đồ. Anh thì quá trang xong rồi, còn tôi thì chưa quá trang. Nếu bây giờ ra ngoài chắc chắn bị bắt đó. Cô đi thay đồ nhanh lên đi, sớm sẽ tốt hơn. Lấy xong đi tàu cao tốc. Ừ. Cái mùi nước hoa này. Dùng chiêu này với tôi hả? Muốn dụ tôi cắn câu sao? Đừng có mơ. Tốt hơn hết mọi người nên nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại mà chúng tôi mới ghi âm. Từ khóa mà chúng tôi nghe được là mục tiêu. Mở đi. Tôi phát hiện mục tiêu. Không lầm chứ? Không lầm. Là mục tiêu mà anh đang tìm. Được rồi, đừng nói gì nữa. Lát nữa tôi sẽ liên lạc với anh. Được. Bọn họ là ai vậy? Chứng minh thư dùng để đăng ký. Hai số điện thoại này tôi đã xem qua rồi. Họ đều là những người dân thật thà, chân chất, hiền lành, không có tiền án tiền sự. Tôi cũng đã đọc kỹ tài liệu. Hai người sử dụng điện thoại không phải là người địa phương. Tôi cũng điều tra ra chứng minh thư của hai người họ mấy năm trước họ đã làm mất rồi. Bọn họ rất gian xảo. Họ sợ chúng ta nghe lén nên rất cẩn thận. Nội dung quan trọng đều nhắn qua điện thoại bàn. Điều này chứng tỏ họ chắc chắn có khả năng đề phòng trinh sát.
Hơn nữa thời gian gọi điện rất ngắn, tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra vị trí của họ. Trong số chúng ta có ai nhận ra giọng nói của hai người họ không? Có một giọng nói hình như trước đây tôi đã từng nghe. Là ai? Tôi không thể khẳng định, nhưng tôi thấy rất giống. Một năm trước tôi được cử đi Mã Kiều thực tập. Lúc đó bắt được một tên làm giả giấy tờ. Hắn ta tên là Anh Khuê. Vì không có đủ bằng chứng nên cảnh cáo xong đã thả hắn. Cô có chắc không? Đội trưởng, tôi đã nói rồi, tôi không dám chắc. Chính là hắn. Lưu Sấm và Hà Đông phải làm chứng minh thư giả, cho nên phải đi tìm người làm giả giấy tờ. Chính là hắn. Sao hai người họ có thể làm chứng minh thư giả được chứ? Tôi đã từng dạy học trò của mình làm sao để che giấu thân phận của mình ở khu vực kẻ địch. Như vậy đi, cô lập tức gọi điện thoại cho cấp trên trước đây đã cử cô đi Mã Kiều thực tập. Ừ. Đem tài liệu của anh Khuê cho tôi xem. Được. Không cần đâu, để tôi gọi. Alo, sở trưởng Đinh à? À, tôi là Mã Minh Lượng đây. Đừng chùi nữa, trôi hết vốn rồi. Trôi thì cứ trôi đi, quá trang như vậy khó chịu quá. Sao vậy? Sao đèn đường tắt hết trơn vậy? Không lẽ là ở đây bị cướp điện? Có gì đó không ổn. Anh lại cảm thấy gì nữa? Tôi không biết, nhưng mà tôi cảm thấy có gì không ổn. Chắc là quái Hắc Sơn không tìm tới đây chứ? Không đâu, ở đây không thích hợp để mai phục. Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận. Núp xuống. Hai người họ có súng đâu. Đạn đầu rỗng không phải đạn thật. Cậu có chắc không? Tôi chắc chắn đó anh Tư à. Anh nghĩ đi anh Tư, sao chúng có thể dùng đạn thật bắn chết đồng đội của mình được? Họ chắc chắn là cao thủ, vừa nhìn là biết rõ rõ rồi. Anh Tư, bây giờ đã là lúc nào rồi? Sao anh có thể bỏ cuộc giữa chừng được chứ? Tôi muốn bỏ cuộc hồi nào chứ? Tôi chỉ muốn chúng ta đối phó một cách cẩn thận mà thôi. Anh Tư, yên tâm đi. Chúng ta có đạn thật, chúng chỉ có đạn giả. Cho dù là Thành Long, Lý Liên Kiệt, Sylvester Stallone có kết hợp cũng không thắng chúng ta được. Được rồi, tôi hiểu rồi. Hắn tên là Lý Đăng Khuê. Tư Dư, đội trưởng. Tìm được địa chỉ tạm trú của hắn chưa? Không tìm được địa chỉ của hắn. Địa chỉ hắn đăng ký không phải ở Hải Châu. Loại người như hắn đi thuê phòng chắc chắn không dùng chứng minh thư của mình. Có tìm được vị trí hiện tại của hắn không? Đội hình sự, đội tình báo, các đồng chí có cách nào hay không? Chúng tôi tìm được rồi. Hôm qua hắn ta đã vào trang mạng Tao Bao mua đồ, có địa chỉ giao hàng, số điện thoại vẫn là số đó. Địa chỉ là số 131 đường Đông Hành, khu Hải Mã. Suốt 2 tháng nay, địa chỉ giao hàng của hắn và số điện thoại không đổi. Đã biết chỗ của hắn rồi, còn chờ cái gì nữa? Dạ, bên phải. Quay. Chạy đều, chạy. Chúng tôi cũng đi. Đội đặc cảnh chúng tôi cũng đi. Hiện gì rồi? Vì tới giờ tôi vẫn chưa phát hiện được gì, cho nên chắc chắn là có mai phục. Anh giỏi như vậy sao?
Trực giác của tôi không chỉ cứu sống tôi một lần, tôi ngửi được mùi may. Chẳng lẽ chúng ta đã bị lộ rồi? Rút lui. Còn chờ gì nữa? Hả? Anh Tứ à, chúng đang bỏ trốn kìa. Tôi biết rồi. Anh Tứ, giờ không nổ súng thì không kịp đâu. Hai người họ là cao thủ. Vậy anh tới đây để làm gì? Đạn thật. Đạn thật gì vậy? Họ dùng đạn thật bắn chúng ta. Cái đồ xấu xa, chỉ là diễn tập mà cũng dùng đạn thật được sao? Họ điên rồi sao? Là quái Hắc Sơn, Tăng Sơn Lâm, bắn đạn thật chúng tôi chết đó. Đừng có la nữa. Tôi nghĩ rằng bọn chúng không phải là lão quái Hắc Sơn. Người của chúng ta không thể nào dùng đạn thật được. Chắc chắn là kẻ thù của chúng ta. Cái gì? Kẻ thù? Kẻ thù của ai? Cô ngốc quá, kẻ thù của cô và kẻ thù của tôi không giống nhau hay sao hả? Nè, có đem lựu đạn không? Ở trên xe. Trên xe? Làm sao đây? Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được. Tôi cũng không muốn ngồi đây chờ chết. Nếu để chúng bắn lung tung bậy bạ sẽ làm cho người dân bị thương. Cũng may chúng bắn không chính xác. Dám cá với tôi không? Đuổi theo! Nhanh! Bỏ lên! Chân bị đau à? Không được rồi, anh chạy đi. Tôi cõng cô. Anh chạy đi, mà kệ tôi. Cô đừng nói bậy bạ như vậy, làm sao tôi có thể bỏ rơi cô được? Đi đi. Làm gì vậy? Anh đi mà có người trả thù cho tôi. Trả thù cái gì? Anh đi đi. Hà Đông, quay lại. Hà Đông. Nổ súng hả? Tôi biết rồi. Họ đã bắn nhau. Lái bằng tốc độ tối đa đi. Dạ. Núp gì mà núp? Đạn đâu rỗng? Đi! Đi! Dừng tay, tao bắn chết cô ta. Lưu Sơn, hả?
Hai khẩu 92 này chắc do người của các anh để lại. Báo cáo, chỉ quan trưởng, mấy tên đó cũng rất chuyên nghiệp, không để lại dấu vết gì hết. Người này là Lý Đâm Khuê, hắn rất cứng đầu, hỏi hắn mấy câu hắn không chịu trả lời. Mau nói, kẻ nào đã làm? Tại sao vậy? Tại sao Đặc Cảnh lại bắt chúng tôi vậy? Tôi chỉ làm giả giấy tờ thôi mà. Đặc Cảnh vừa vào đã lấy súng chĩa vào đầu tôi. Chỉ cần cử cảnh sát huyện tới đây mời tôi về sở cảnh sát là được rồi, đâu cần phải làm vậy. Sự kiên nhẫn của tôi chỉ có giới hạn thôi. Người của tôi đang ở đâu? Anh nói cái gì tôi à? Tôi không hiểu gì hết trơn. Người của anh đều ở đây hết mà hả? Xem ra anh thật sự không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Ê, trời ơi, nghiêm trọng cỡ nào vậy? Tôi chỉ làm giả giấy tờ thôi, tôi thừa nhận. Tội của tôi không bị tử hình có đúng không? Anh nghĩ anh lấy tiền của người ta thì còn sống để mà xài sao? Tiền của người ta gì chứ, tôi không hiểu. Còn về chuyện tôi còn sống hay không, anh cũng không thể nào quyết định được. Phải để tòa án xét xử, tuân theo luật pháp, phải không? Anh không thể nào bắn chết tôi ngay bây giờ đúng không? Nào bắn đi, anh bắn đi. Làm gì vậy? Cậu muốn làm gì? Sĩ quan trưởng, các cậu đừng cản tôi. Tất cả tội lỗi hôm nay tôi gánh hết. Lý Đăng Khuê phải không? Tôi là Tiết Kiến Bảo. Tôi làm quân nhân 20 năm rồi. Tôi làm việc với Lưu Sấm 15 năm. Lúc Lưu Sấm làm tân binh, tôi là tổ trưởng của anh ấy. Chúng tôi cùng nhau học hành, cùng nhau thao luyện, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau cố gắng, cùng nhau chịu phạt, và ở chung phòng giam nữa. Thời gian tôi và Lưu Sấm ở cạnh nhau dài hơn thời gian tôi ở cạnh người nhà của tôi. Lưu Sấm từng đỡ đạn cho tôi, tôi từng đỡ dao cho anh ấy. Những lời tiếp theo anh hãy nghe cho rõ. Nếu như đồng đội của tôi xảy ra chuyện gì, cho dù anh không bị tử hình, tôi đảm bảo anh cũng không sống được đâu. Tôi nói. Bà Lân, nhanh lên, cho chúng tôi kiểm tra chứng minh thư. Sao? Đi. Đây. Dạ đây. Đi. Cảm ơn. Mày cũng đâu có ghê gớm giống như tao tưởng tượng. Nè,
Mày tưởng tượng tao là người như thế nào? Tao là Batman hay tao là siêu nhân? Tao tưởng tượng mày giống như một con gấu vậy đó. Thằng khốn này, bây giờ mày đã biết tao là ai, vậy mày nói tao nghe, mày là ai đi? Mày biết tao là ai để làm gì? Người chết cũng muốn trả thù sao? Vậy mày giết chết tao đi. Mày giết chết tao đi. Mày nghĩ tao không dám giết mày hả? Nè. Ê, nếu như tao chết đi, mày có thể sống lâu được không? Mày đang đe dọa tao đó hả? Nếu như lời của mày nói đều đúng, sao tao dám đánh đập mày chứ? Sao mày giống như phụ nữ vậy? Đánh yếu xìu à? Sắp chết tới nơi mà mày vẫn mạnh miệng dữ ha? Sắp chết tới nơi à? Mày biết chữ chết viết như thế nào không? Vậy mày nói tao nghe, chữ chết viết như thế nào? Trên mặt mày toàn là chữ chết. Thật sao? Mày nữa, tao thấy mày cũng trắng trẻo dễ thương, nhưng lại hơi ngu ngốc. Hả? Mày nghe tao nói nè, muốn đánh thì cứ đánh tao đây. Mày cũng là một thằng đàn ông, mày đánh phụ nữ có giỏi được gì đâu. Tao đảm bảo với mày, mày chắc chắn sẽ chết rất là thê thảm. Thật sao? Thật sao? Nè, mày giỏi đánh tao nè. Hai đứa tụi bay rất cứng đầu mạnh miệng. Tụi bay không ngờ có ngày hôm nay phải không? Nam nữ gì cũng giống nhau, đều phải chết hết. Mày giết bốn anh em của tụi tao, bây giờ thì bây giờ tao sẽ giết chết mày. Nè anh Tư, anh Tư. Ê, anh Tư à, bọn anh không muốn lấy tiền sao? Tôi muốn tăng tiền. Tăng tiền cậu hiểu không? Nếu như không thì bây giờ tôi sẽ bắn chết anh chúng. Anh Tư, anh muốn bắn chết bọn chúng thì phải có lệnh của ông chủ. Anh yên tâm, số tiền anh đưa ra ông chủ chắc chắn đồng ý. Ông chủ của cậu đang ở đâu hả? Tôi làm việc xong rồi, tới khi nào thì ông ta ra mặt? Anh yên tâm đi anh Tư, có điều này anh không hiểu. Ông ấy là ông chủ, ông ấy đứng đằng sau sai khiến. Còn chúng ta là gì? Chúng ta là sát thủ giết thuê. Ông chủ sẽ không xuất hiện đâu. Lúc nào cậu cũng nói phải làm theo lệnh của ông chủ cậu, cậu phải kêu máy xuất hiện mới được chứ. Yên tâm đi anh Tư, bây giờ tôi sẽ gọi điện nha, anh đừng nóng nảy. Tôi gọi điện ngay ha, đừng nóng nảy. Đại ca, chuyện đó em đã làm xong rồi. Thật hay giả vậy? Em vừa mới gửi cho anh hình bọn chúng đó. Tốt lắm, rất là tốt, cậu làm thật sự tốt. Đại ca, anh quá khen rồi. Làm rất tốt, tổ chức hoan nghênh cậu. Nhưng mà cậu còn thiếu một bước. Đó là bây giờ cậu phải giết chết chúng cho tôi. Đại ca, giết chết bọn chúng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nếu em giết chết chúng, làm sao em đi khỏi đây được? Tới chừng đó thì chắc chắn sẽ có cách thôi. Đại ca, hắc tử em làm xã hội đen cũng đã lâu rồi, em hiểu rất rõ đạo lý. Chưa nhìn thấy thỏ thì chưa đuổi nhạn đi được. Đại ca, em biết anh không thiếu tiền, em biết anh có rất nhiều tiền, nhưng mà hắc tử em chỉ có một mạng sống mà thôi. Như vậy đi, anh hãy sắp xếp cho em đường lui trước.
sau đó em sẽ lập tức giết chết chúng, có được không? Hắc tử, cậu rất giỏi, chỉ rất là khôn đó, rất tốt. Vị trí cậu đang ẩn nấp hiện tại nằm ở bên cạnh bến tàu chưa sửa xong. Ở đó có một chiếc cano, cậu có thể tới đó xem thử. GPS đã chỉ rõ cho cậu thấy ở điểm đích. Sau khi tới điểm đích, cậu có thể lên con tàu chở hàng treo cờ nước ngoài. Tôi sẽ đón cậu ở đó, hút giải cũng được cậu. Nhưng mà cậu phải nhớ, cậu phải đem theo đầu của chúng lên cano cho tôi. Được. Thật tử, cậu phải nhớ cho đó, làm cho tôi, tuyệt đối không được để lại dấu vết. Dạ 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 đại ca, đây không phải là lần đầu tiên. Bây giờ em sẽ đi gặp chúng, một lát nữa thôi chắc chắn em sẽ giết chết bọn chúng. Tình hình sao rồi? Có cuộc đối thoại, tôi nghĩ có thể liên quan tới chuyện này. Mở đoạn đối thoại đó. Alo, đại ca, chuyện đó em đã làm không? Em mới gửi hình của bọn chúng cho anh đó. Anh có biết anh chỉ còn cách đoạn đầu đài một bước chân nữa không? Tao không chờ được nữa. Mày có tin tao bắn nát đầu mày không? Nè 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 nè, nghe tao nói nè, tụi mày có thói quen lạ quá, hễ một chút là đòi bắn phụ nữ nè. Có giỏi thì mày bắn chết tao đi. Mày giết bốn anh em của tụi tao, bốn anh em tao chết rồi. Trời ơi, bốn anh em của mày bị một cô gái như cô ấy giết. Nếu trách thì phải trách tụi nó không giỏi võ, chết rất là đáng đời. Mày vừa nói cái gì? Anh nói gì vậy? Nói gì hả? Đáng chết sống muộn gì cũng phải chết. Chẳng hạn như hắn và mấy tên anh em của hắn. Cái đồ khốn, ý mày là sao? Bây giờ tao sẽ bắn chết mày. Anh em, tao cảm ơn mày. Mày bắn chết tao nhanh lên, bắn đi. Điên, tao sẽ để cho mày xuống âm phủ trình diện với Diêm Vương. Tới chừng đó Diêm Vương cũng không biết mày là ai đâu. Mày đừng hù tao, quân nhân không tin điều này. Nếu như sự thật có Diêm Vương, tao cũng đâu có cần ông ta nhận ra tao. Chỉ cần tao nhận ra mày là được rồi. Mày chết rồi thì làm sao nhận ra tao được? Tao chết rồi, mày nghĩ mày có thể sống được bao lâu hả? Chắc mày cũng biết tao làm nghề gì phải không? Mày có anh em, tao không có anh em à? Tao đảm bảo với mày, nếu như tao chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh em của tao sẽ giết chết mày giống như lúc nãy mày nói vậy. Nếu như thật sự có Diêm Vương, tao không cần phải biết mày là ai, tao cũng không quan tâm mày là ai. Chỉ cần tao nhớ rõ khuôn mặt mày là được rồi. Tới chừng đó, mặc kệ là kỷ luật hay là pháp luật gì, tao sẽ cho mày được đếm thử cái gì gọi là mỹ học bạo lực, mày biết chưa? Mày nhìn cái gì? Có ý kiến gì? Người bị tao bắt cóc, chưa từng có ai không sợ chết giống như mày. Mày sợ thì không nên bắt cóc tao. Tao từng nghe nói mèo không cẩn thận sẽ bị chuột cắn cho một phát, chứ thực sự chưa từng nghe nói chuột dám can gan bắt mèo đem về hang của nó. Mày phải coi bao tử của mình bao lớn, có nuốt nổi không chứ. Đừng để mình bị nghẹn như vậy. Anh phí lời với hắn làm gì? Nếu như hắn mà biết suy nghĩ, làm gì gây ra chuyện ngu xuẩn này? Dù sao cũng đang rảnh rỗi, tâm sự đàn ông một chút. Ê, nói nghe, mày thật sự muốn chết như vậy sao? Hả? Trước khi tao bắt cóc tụi mày thì đã trải qua sống chết bao nhiêu lần? Mày thật nghĩ mình có thể chịu nổi thẩm vấn, trại tạm giam, lên tòa xử, ăn bữa cơm cuối, gặp mặt cha mẹ, rồi sau đó lên pháp trường à? Nói vậy là có ý gì? Lúc nãy tao đã nói với mày rồi, tuy tao là quân nhân, mày là tội phạm, nhưng chúng ta lại cùng có một điểm chung. Tao cũng có một nhóm anh em sẵn sàng sống chết vì tao. Tao đảm bảo với mày, trong vòng 24 tiếng, họ nhất định sẽ tìm ra tụi bay là ai và đang ở đâu, sau đó bắt sống tụi bay về hành hạ, bắn tụi bay lủng như tổ ong. Nè, lúc nãy mày có nói có bốn anh em chết rồi đúng không? Trách ai đây?
Muốn trách chỉ có trách bản thân mày. Chính mày đã đưa họ vào chỗ chết. Còn khuấy dũng nước đục này làm cái gì? Mày thật sự tưởng mình từ thằng đá chui ra? Mày có cha mẹ, có con mà đúng không? Hả? Nó có biết mình có người cha khốn kiếp như mày không? Có biết những chuyện khốn kiếp mà cha nó làm không? Chẳng lẽ thật sự để tao đoán trúng nữa rồi? Con gái hay là con trai? Bao lớn rồi? Có đi học hay không hả? Bắt cần đi. Bên này nè. Tới bắt cần đi. Bắt cần đi, bắt cần đi. Bắt cần đi. Bắt được con rồi. Được, anh em, chừa lại cho mình một con đường sống đi. Tao hỏi mày một chuyện, có muốn gặp con mày một lần cuối không? Mày không có gì muốn nhắn nhủ nó à? Bây giờ tao đã như vậy, tao không muốn gặp con gái tao, cũng không có gì để gặp. Tao không muốn con gái tao biết ba nó đang làm cái gì. Muộn rồi, chuyện này mày không quản được nữa. Chúng ta cược một ván, chắc chắn cảnh sát đang tìm tụi tao ở khắp nơi, trước sau gì cũng tìm tới vợ con của mày. Không lẽ mày cho rằng cảnh sát không đi hỏi thăm hàng xóm của họ, không thăm dò trường học của con mày sao? Mày muốn giấu kín chuyện này? Mày nằm mơ giữa ban ngày rồi. Anh em à, cuộc đời này của mày đã như vậy rồi, mày còn muốn hại con gái mày cả đời chìm trong bất hạnh vì mang danh con gái của một kẻ giết người. Bây giờ ở trường học, sau này thì ra ngoài xã hội, nó làm sao mà ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ được? Nó gả cho ai? Còn có ai dám cưới nó được không? Mày nói đi. Mày câm miệng lại cho tao. Có câu nào tao nói không phải là thật hả? Con gái tao không có liên quan tới mày. Phải, không liên quan về pháp luật, nhưng nó là con gái mày, là tội tổ tông. Chuyện này một khi mà làm lớn lên thì mày sẽ thấy không có con gái thì tốt hơn. Ba ơi, rốt cuộc ba làm nghề gì á? Một năm con không gặp ba được mấy lần. Con hỏi mẹ, mẹ cũng nói không biết luôn. Mẹ chỉ nói công việc của ba rất bận và rất đặc biệt. Ba ơi, sao lúc nào ba cũng mang theo súng vậy? Có phải ba là cảnh sát không? Ba ơi, có phải ba là cảnh sát không? Phải, ba là cảnh sát đó. Ba ơi, ba là cảnh sát sao lại không mặc cảnh phục? Nhìn oai phong lắm đó ba. Ba có thể mặc cảnh phục tới trường đón con tăng học được không? Ba là cảnh sát ngầm. Ba ơi, cảnh sát ngầm là gì vậy? Cảnh sát ngầm là cảnh sát muốn bắt người xấu thì phải biết người xấu đang ở đâu và đang làm cái gì. Cho nên nếu như họ muốn bắt người xấu phải ở chung với người xấu. Con hiểu không? Bây giờ thì con hiểu rồi. Thì ra ba là cảnh sát giả làm người xấu. Được rồi, hôm nay con gái mày mới biết mày là cái thứ đức hạnh gì. Nè, tao nói thật với mày luôn, dù sao cuối cùng mày cũng chết. Chuyện này mày không có lựa chọn, nhưng chết như thế nào mày vẫn được quyền lựa chọn. Mày muốn làm thành phố náo loạn để bị bắn chết liên lụy tới con gái của mày, cuối cùng vẫn bị điều tra ra, hay là âm thầm xử lý, bị xử tử hình là coi như xong. Ngay trong lúc này mà hạ giọng, tao cũng cảm thấy hơi là lạ. Nhưng thật sự tao không nghĩ ra chuyện khác để hỏi. Mày hiểu được thì tốt. Tôi nói cho anh biết, con gái lớn lên sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn con trai. Chỉ cần không chú ý một cái là đi lầm đường. Nhất là nó có một người cha như anh. Anh có muốn thấy con anh bị hư hỏng không? Mày câm miệng lại đi. Tôi cũng từ một cô bé mà lớn lên. Tôi đây dám cam đoan với anh, có người cha giống như anh, con gái của anh chắc chắn sẽ hư hỏng. Tới chừng đó nó sẽ như anh, mỗi ngày đều bị cảnh sát bắt về. Còn mấy thằng đàn ông chơi con bé chắc chắn không thể nào đếm hết được đâu. Tao kêu mày đừng nói nữa mà. Nè. Đây là điều mà anh muốn sao? Con gái anh còn chưa lớn đã hư hỏng rồi. Ê nè, anh em, tuy nói có hơi quá đáng một chút, nhưng có câu nào không phải là thật đâu. Mày muốn ra tay thì cứ nhầm vào tao nè. Lại đây. Anh Tử, Thank you.
Bây giờ họ đang ở vị trí nào? Có một vị trí hiện đang di chuyển trên biển tốc độ rất nhanh, chắc là đang dùng tàu cao tốc. Một vị trí khác là khu 1024, tôi đang dùng vệ tinh để theo dõi. Mục tiêu trên biển có thể chặn lại không? Sắp ra tới vùng biển quốc tế, có lẽ không kịp điều động cảnh sát biển nữa. Khu vực 1024 ở vị trí nào? Đang được khoanh vùng, sắp có kết quả. Một phút nữa. Cô trưởng Mã, không thể chờ thêm được nữa, chúng ta phải lập tức xuất phát, mau tới khu vực 1024. Công an đặt cánh, toàn bộ xuất phát, truy cập vô đây. Phân cục và đồn cảnh sát nằm trong khu vực này, phong tỏa toàn bộ khu vực, đã rõ chưa? Đã rõ, lên xe. Mau lên, đằng sau theo mau lên. Tranh thủ thời gian lên xe, theo mau lên, mau lên. Đừng nói với con gái tôi, từ đó giờ tôi làm nghề gì? Nếu như tôi chết, hãy gạt nó giúp tôi. Vì là có ý gì? Nói với nó, tôi giống như các người, là cảnh sát nằm vùng, chết khi đang làm nhiệm vụ. Anh em, tuyệt đối không được làm chuyện dại dột. Tôi có cách để giữ lại mạng cho anh. Phối hợp với tôi, tới chừng đó tôi sẽ giải thích rõ với cơ quan công an. Không tử hình anh đâu mà sợ. Tôi biết chứ. Quảng chết rồi bị tù chung thân, sau đó ở trong tù mười mấy năm. Nếu như tôi có biểu hiện tốt hơn sẽ được giảm tội thả ra. Tôi ngồi tù rồi. Có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội mà. Hết hy vọng rồi. Đi con đường này chính là đi vào đường chết. Lúc nãy các người nói không sai. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, ở tù mười mấy năm có thể giấu được con gái tôi sao? Dù sao đối với nó mà nói, như vậy vẫn là con của tội phạm. Tiếng xấu này nó phải gánh theo cả đời. Anh đừng có xúc động làm chuyện dại dột. Sớm muộn gì con của anh cũng lớn và hiểu chuyện. Con gái của rất nhiều tội phạm không phải cũng đang sống tốt đó sao? Tôi đã quyết định rồi. Anh Tư, có thể ra tay rồi. Ông chủ muốn lấy mạng tụi nó. Anh Tư, như vậy là ý gì? Lão Hắc, đi đi. Anh đang làm cái gì vậy? Tôi biết cậu có thể thoát ra được. Dẫn theo mấy anh em của tôi, trốn đi. Anh Tư, có phải đầu của anh có vấn đề rồi không hả? Tôi đang nghiêm túc đó. Tôi quá mệt rồi. Bây giờ nghĩ lại, tôi vì cái gì chứ? Các anh em, mau đi theo lão Hắc. Tôi không muốn liên lụy ai cả. Nè, mày cho anh ta uống thuốc lú gì vậy hả? Bây giờ buông bỏ đồ đao. Tuy rằng không thể lập địa thành Phật, nhưng các người còn cứu được. Lời cảnh sát nói mạnh cũng tin được hả? Bây giờ giao kẹt trên cổ chúng, chúng nói gì cũng dễ nghe hết, anh có hiểu không? Thẳng thắn khoan hồng, chống cự nghiêm trị. Chuyện này anh Tứ còn không hiểu sao? Hắn đang lung lạc anh. Anh tưởng rằng hắn buông tha cho anh thật hay sao? Anh Tứ! Lão Hắc, tâm tư của tôi cậu hiểu không? Chúng ta từng ở chung tù, cũng coi như là có duyên. Hết duyên còn tình, tôi không muốn để cậu chết chung với tôi đâu. Mau đi đi! Tôi nói các người là anh em của anh ta, đứng đó mà nhìn đại ca mình phạm sai lầm sao hả? Anh Tứ, rốt cuộc anh làm sao vậy? Tụi em ra giang hồ đi theo anh kiếm ăn, cứ như vậy mà anh bỏ rơi tụi em sao? Các anh em, mọi người đều là anh em giàu sinh ra tử với tôi, cho nên tôi không muốn thấy mọi người chết. Mau chạy đi, chạy bao xa thì chạy. Lão Hắc, mau dẫn bọn họ đi, đừng có nói nhiều nữa. Tôi đã quyết định như vậy rồi. Cậu không biết nỗi khổ trong lòng của tôi và cũng không hiểu được. Mau đi đi! Anh Tử, anh em có lỗi với anh. 100, 200, 300 ngàn, xử anh ta cho tôi! Lão Hắc, cậu nằm mơ đi, đây đều là anh em thân thiết của tôi mà. Mày điên à?
Đồng tử mày làm cái gì vậy? Anh Tứ, tụi em còn phải nuôi người nhà của mình. Anh đừng có dạy dỗ. Tao có tệ với tụi bay không? 500 ngàn. Giết anh ta. Tụi bay dám bắn tao sao? Một triệu chẳng. Anh Tứ, thực sự xin lỗi anh. Đồng Tứ, nếu mày dám nổi xuống tới liền. Tiểu Hồng. Anh Tứ, chạy mau. À, con mẹ tụi bay, một mình tao bán thôi hả? Sớm biết anh không làm được chuyện gì lớn. Đưa súng cho tao. Mau lên. Lưu Sấm, Lưu Sấm, anh có sao không? Lưu Sấm, nằm im đó. Anh đừng có động đậy. Tôi đi không nổi nữa rồi. Cô tự đi đi. Anh nói cái gì vậy? Muốn chết thì cùng chết. Lên. Giết nó đi. Bác sĩ, nằm im kiếp còn muốn chạy hả? Dẫn đi.
Hà Đông, cô cũng bị thương mà, về phòng nghỉ ngơi đi. Không, tôi phải chờ anh ấy từ cõi chết trở về. Về nghỉ ngơi trước đi, chờ khi phá lối được đưa ra, chúng tôi sẽ báo cho cô biết đầu tiên, được không? Anh ấy là gì tôi mà chăn trái lựu đạn đó? Giờ tôi là người bị thương, còn bị bắn tới mức như vậy, các người làm như gặp phải đại địch vậy. Chứ sao nữa, giờ anh là nhân vật có tiếng tăm, dám phạm tội ngay lúc thèn chốt của cuộc diễn tập liên kết chống khủng bố, lại còn nhầm vào đội trưởng đột kích đặc chiến vũ trang. Xem chút nữa còn để anh làm được. Quá nguy hiểm, anh đúng là quá nguy hiểm. Đừng nói là trăm năm khó gặp, ít nhất là 20 năm nay tôi thực sự chưa từng gặp ai nguy hiểm như anh. Anh quá đề cao tôi rồi. Chuyện đó là tất nhiên, coi anh có thể diễn biết bao. Anh không phải người của Hải Châu, anh là người của tỉnh. Tính ra anh cũng thật nể mặt tôi quá, bỏ qua cấp thành phố tới thẩm vấn tôi luôn. Anh lợi hại quá mà, phải cấp lớn đi mới xứng. Công tác chuẩn bị thực hiện rất tốt. Vậy anh đoán tiếp xem, thử coi tôi là ở đơn vị nào của tỉnh. Anh ở đội cảnh sát hình sự chứ gì. Vậy thì anh đoán sai rồi. Vụ án này của anh không phải do đội hình sự quản. Vụ này của tôi là thuộc án hình sự, chẳng lẽ do tổng đội bảo an quản sao? Tôi đâu phải là tội phạm gian điệp. Anh cũng hiểu khá rõ cơ quan công an đó chứ. Đoán đi, tha hồ mà đoán. Chắc anh không ở tổng đội đặc cảnh chứ? Không, đúng không? Tổng đội đặc cảnh không tham gia thẩm vấn vụ án. Các anh chắc không phải tổng đội cảnh sát giao thông chứ? Bắt tôi làm giả bằng lái, trừ tôi 12 điểm rồi bắt tôi đi học. Được thôi, tôi đồng ý, tôi chịu phạt. Lão Hắc, chúng ta hãy nghiêm túc đi. Đội chống khủng bố à? Đúng. Tính ra anh cũng là nhân vật tầm cỡ. Vụ án này của anh do đội chống khủng bố chúng tôi quản. Không cần gấp, tôi biết trong một lúc anh sẽ không khai ra đâu. Chúng ta từ từ nói. Thứ tôi có là thời gian và có cả lòng kiên nhẫn. Nếu như anh đã hiểu khá nhiều về cơ quan công an, vậy chắc anh cũng biết luật chống khủng bố đã ban bố thực thi đối với phần tử khủng bố, xử trí phần tử khủng bố đều hoàn toàn khác với những tội phạm hình sự bình thường khác. Anh muốn nói thì tôi nghe, anh không muốn nói vậy thì đừng nói, tôi cũng không muốn nghe đâu. Tôi trở thành phần tử khủng bố thật rồi. Anh cho rằng anh là cái thá gì hả? Tùy anh thôi. Anh muốn chết tới vậy sao? Tôi không muốn chết nhưng tôi quyết định được hay sao? Tôi không muốn chết nhưng tôi quyết định được hay sao? Hả? Được. Anh không muốn nói đúng không? Cũng được. Vậy thì để tôi nói. Anh nghĩ chiếc thuyền cao tốc đó là dùng để làm gì? Là để lấy mạng anh. Anh đó, thật ra nên cảm ơn cảnh sát vũ trang đã cứu mạng của anh. Số thuốc nổ đặt trên thuyền cao tốc đủ để hất tung chiếc thuyền nặng 10.000 tấn trên biển. Chỉ cần anh khởi động và lái nó đi hơn 1 hải lý, thuốc nổ ở trên đó sẽ khiến anh nổ tung không chừa lại một mảnh. Tốt lắm, lần này cậu làm rất tốt, xử lý đẹp. Cảm ơn anh đã khen. K2 có được một nhân tài xuất sắc như cậu, còn tôi có được cấp dưới xuất sắc như cậu, dĩ nhiên là cảm thấy vui mừng rồi. Tôi được yêu mến mà sợ.
Cái đó à, Hạ Đông và Lưu Sấm đã chết chưa? Vẫn chưa chết. Cái tên H này thiệt là vô dụng quá. Cũng không thể nói như vậy. Lần này đối với cuộc diễn tập phối hợp chống khủng bố của công an Trung Quốc, cảnh sát vũ trang và quân đội nắm được toàn diện, thậm chí thăm dò được sức chiến đấu thực sự khi thực chiến của họ. Hai là đối với Lưu Sấm, Hạ Đông, hai thành viên xuất sắc đắc lực của đội đặc chiến vũ trang, gây ra cú sốc ở mức độ nhất định. Chuyện này trước đây chúng ta có nghĩ cũng không dám nghĩ. Tôi đây vì cả hai cống hiến, vì hổ cần cống hiến. Phần thưởng dành cho cậu cũng phải thật hậu hỷ. Nhớ kỹ, báo cáo nhiệm vụ trở về phải tranh thủ. Cảm ơn hổ kình. Anh cho rằng ông chủ của anh là cái thứ gì? Tổ chức khủng bố còn biết tới trượng nghĩa sao? Chỉ có lợi dụng trần trụi thôi. Anh là kẻ bị dứt bỏ. Điều chúng muốn nhất là cái chết của anh. Được. Đừng tưởng tôi không có khẩu cung của anh là không làm gì được. Nghe kẻ bị dứt bỏ, chúng quyết tâm bỏ rơi anh, chứng tỏ anh không hề quan trọng với chúng. Anh cũng không hề biết cái gì hết. Anh có biết ông chủ của mình tên là gì không? Anh không hề biết. Tôi hỏi vậy thôi chứ tôi biết anh không hề biết một cái gì. Anh chỉ là một tên ngốc không còn gì để nói nữa. Chỉ vậy mà thôi. Chờ tới lúc lên tòa, phán tử hình, ra pháp trường đi. Khoan đã, tôi sẽ cho anh biết hình dạng hắn như thế nào. Nói đi. Hắn... Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ! Có chuyện gì? Mới đây còn khỏe mạnh và đột nhiên là như vậy. Mau, mở cổng ra, làm cấp cứu ngay. Anh ta chết rồi. Chết rồi à? Chết rồi. Sao lại chết được? Rõ ràng hắn chỉ bị ngoại thương, chỉ bị bắn trúng vào chân thôi. Nhìn cái này giống như nhồi máu cơ tim. Chúng tôi còn phải kiểm tra thêm một bước nữa. Hắn có bị bệnh tim không? Không thể nào. Lúc tôi bắt hắn, hắn còn nhảy xuống tường mà. Nếu như bị bệnh tim thì đã chết từ lâu rồi. Dù sao đi nữa, phải chờ xét nghiệm xong rồi mới biết. Là ai nghiệm thi, pháp y của các anh hay là chúng tôi? Các cô làm đi. Chúng ta đều là người của mình, ai làm cũng vậy thôi. Nhưng cô nhất định phải làm nhanh lên, chúng tôi muốn lập tức có kết quả. Rồi, mau, đẩy vào phòng để tử thi. Cẩn thận. Được. Đội trưởng, có phải hắn uống thuốc độc không? Không thể có chuyện này. Lúc bắt được hắn đã cởi hết quần áo của hắn rồi. Đồ hỏng trong răng cũng đã kiểm tra. Không thể có chuyện bỏ sót chất độc được. Bây giờ như vậy, thông báo cho tổng đội trưởng biết, có lẽ chúng ta phải cần chuyên gia phòng chống vũ khí hóa học hỗ trợ chúng ta khám nghiệm tử thi. Chị đời, cậu ấy sao rồi? Bác sĩ đời, sống hay là chết á, cô cũng phải nói một lời đi chứ. Anh ấy rất khỏe. Thật đó, anh ấy rất khỏe. Anh ấy khỏe mạnh lắm. Bị thương như vậy, người bình thường chắc chắn xong đời rồi. Nhưng mà anh ấy chịu được. Còn sống là tốt rồi. Vậy mà chịu được. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, anh đừng chết đội trưởng. Đội trưởng, đội trưởng.
cái đồ miệng quạ, ăn nói bậy bạ. Tôi liều mạng với chúng, liều mạng. Trả đội trưởng đây. Liều mạng cái gì? Liều mạng với ai chứ? Thật ngại quá, xin lỗi mọi người. Sau này đừng nói xui xẻo nữa nha. Tôi đã nói gì? Cậu nói cái gì mà bản thân cậu không biết sao? Cậu nói đội trưởng đã cái đó đó. Được rồi, cậu ta lo cho phá lấu thôi. Thôi đi ngủ đi. Hay là phá lấu gặp chuyện rồi? Gặp chuyện gì được chứ? Bác sĩ Đới đã nói rồi, anh ấy đã chống đỡ được, còn chuyện gì được nữa? Anh ấy chắc chắn không sao. Lựu đạn nổ mà không chết, anh ấy là con gián giết không chết đâu. Đúng vậy, cũng không biết anh ấy có thể khôi phục không. Anh ấy đang bị nội thương lựu đạn đó. Ít nhất cũng qua được ải khó rồi, ít nhất cũng đã vượt qua sống chết. Anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Nè, ngủ đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải huấn luyện nữa, ngủ thôi. Không phải nói được nghỉ cả tuần sao? Cũng phải chạy 5 km. Mau ngủ đi. Chắc chắn là không sao. Chắc chắn là không sao đâu. Không ngờ diễn tập lại có kết cục như vậy. Phần phía sau không phải là diễn tập, là thực chiến. Thật kỳ diệu, anh ấy không đấu với đàn thật. Đúng là mạng lớn. Vẫn là tố chất quân sự của họ quá dữ. Đổi lại là tôi, chắc là tiêu đời luôn rồi. Cậu nói bậy cái gì vậy? Mỗi ngày chúng ta luyện tập không phải vì thực chiến sao? Nói xong đời cái gì chứ? Mà nói lại đi, xong đời đều là bọn xấu. Thôi, được rồi, nghe lời cậu hết. Nè, giờ vết thương của đội trưởng Lưu như thế nào rồi? Thật sự là rất nặng. Vết thương bên ngoài do mảnh nổ gây ra không nặng. Sóng xung kích khiến cho nội tạng bị dở, xuất huyết rất nghiêm trọng. May nhà anh ấy phúc lớn mạng lớn, sức khỏe tốt. Ở hiện trường tôi còn tưởng là anh ấy xong đời rồi. Nghiêm trọng vậy sao? Lựu đạn mà các cậu. Ôi cha mẹ ơi, vì cứu sầu riêng thà để thân mình bị nổ. Chẳng phải chúng ta cũng nên làm như vậy sao? Đúng vậy, trong lòng tôi cũng nghĩ. Mỗi ngày đều nhắc Đổng Tồn Thủy Hoàng Kế Quan. Nếu như thật sự tới bước đó, chắc chắn làm. Nhưng mà buổi tọa đàm của chúng ta có thể đừng nhắc tới những vấn đề to lớn như vậy không? Nói chuyện phiếm đi. Cậu ra chủ đề đi. Tôi đang nghĩ sầu riêng với phá lấu đó, nhìn cũng xứng đôi lắm nha. Sao vậy? Tôi nói không đúng hả? Được rồi. Thôi mau ngủ đi, đừng đoán mò nữa. Bệnh tình của anh ấy đỡ hơn trước rất nhiều rồi. Ngày mai chúng ta cứ giảm một chút lượng thuốc dùng cho anh ấy là được rồi. Được, lát nữa tôi coi lại một chút ghi chép của hai ngày trước. Được rồi, tôi hiểu rồi, cô yên tâm đi. Vậy tôi tới phòng trực trước đây. Được rồi. Cô cũng cần phải nghỉ ngơi. Bác sĩ Đới, cô còn chưa tan làm sao? Tôi đang trực. Lưu Sấm là bệnh nhân của tôi. Giờ anh ấy chưa hoàn toàn qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, tôi phải canh chừng từng chút một. Rất cảm ơn cô, bác sĩ Đới. Không cần cảm ơn, đây là công việc của tôi. Bây giờ cô cũng là bệnh nhân của tôi, là một bác sĩ, tôi phải ra lệnh cho cô. Bây giờ trở về nghỉ ngơi đi. Nhưng mà tôi không yên tâm. Bây giờ tình trạng của anh ấy tương đối ổn định rồi, điểm này cô không cần lo lắng. Nhưng mà anh ấy vì chắn lựu đạn cho tôi mới bị như vậy. Thôi mà, đừng khóc nữa. Đừng khóc, chúng ta cùng bên đó nghỉ một chút. Đừng khóc nữa. Tôi biết mà, anh ấy chính là một người như vậy.
bác sĩ đến, cô thân với anh ấy lắm sao? Thân cũng không tính là thân, coi như không có xa lạ đi. Bác sĩ đến, tôi xin nhờ cô chăm sóc tốt cho anh ấy. Chăm sóc anh ấy? Anh ấy vốn không cần sự chăm sóc của tôi. Trước giờ chưa bao giờ cần tôi chăm sóc, chỉ là tôi tự lo đến nát lòng, lo một cách mù quáng thôi. Trước giờ tôi cứ tưởng cô với anh ấy... Chúng tôi? Đồng chí Hạ Đông, đừng có đùa nữa. Hai chúng tôi... Anh ấy không có tình cảm với tôi, trước giờ cũng chưa từng thích tôi nữa. Nói theo cách của anh ấy, chúng tôi càng thích hợp làm bạn bè, làm chiến hữu, làm anh em. Có lẽ hai chúng tôi không hợp. Tôi không phải là mẫu người mà anh ấy thích. Bác sĩ đấy, vậy anh ấy bị mù thiệt rồi. Tôi sẽ khuyên anh ấy giùm cô. Cô sao vậy? Trước giờ tôi cứ luôn nghĩ tôi có chỗ nào không tốt, hay là có chỗ nào làm không tốt. Bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu ra rồi, người mà anh ấy thích là một kiểu con gái khác, có thể khiến anh ấy mạo hiểm khiêu chiến, còn phải cùng chung chí hướng nữa. Anh ấy không phải là người an phận, bẩm sinh đã thích khiêu chiến và mạo hiểm, sinh ra là để làm cái nghề đặc chiến này. Cho nên là có thể người anh ấy cần là cô gái có thể cùng anh ấy khiêu chiến và mạo hiểm, ví dụ như cô, đồng chí Hạ Đông. Bác sĩ đấy, tôi có bạn trai rồi. Quan trọng không? Không quan trọng sao? Quan trọng không? Chẳng lẽ không quan trọng sao? Cô coi, cô gấp rồi. Tôi chỉ tự nói với chính mình thôi, cô lại gấp rồi. Nếu như bây giờ cô không có bạn trai, cô có còn quýnh quýu như vậy không? Nhưng vấn đề là tôi đã có bạn trai rồi. Bây giờ cô nhớ tới bạn trai của cô nhiều hơn, hay là nhớ tới anh ấy nhiều hơn? Cô không cần phải trả lời với tôi, tôi đã biết đáp án rồi. Cô biết câu trả lời? Tôi còn chưa biết câu trả lời, làm sao mà cô biết được? Không phải là cô không biết câu trả lời, là cô không dám nhìn thẳng câu trả lời thôi. Vốn dĩ không hề có câu trả lời này, cũng không thể nào có khả năng đó. Một sĩ quan đặc chiến vũ trang nói với tôi là không có khả năng. Không phải các cô vẫn luôn nói biến cái không thể thành có thể sao? Bây giờ cô lại nói là không có khả năng với tôi. Đây vốn dĩ là hai chuyện khác nhau mà, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Bây giờ tôi không có quyền hỏi tới cuộc sống tình cảm của cô, tôi cũng không thể cao giọng nói cô hãy chia tay với bạn trai đi. Nhưng mà tôi biết rõ, trong chuyện tình cảm không có tới trước tới sau. Tôi cũng là người tới trước vậy, tôi có thể làm được gì? Không phải cũng tự nhốt mình trong tình cảnh vô cùng khó xử sao? Từ nhỏ tôi đã được rất nhiều người theo đuổi rồi, không dám nói là hoa khôi của trường, nhưng cũng không phải là không có người thích. Nhưng mà anh ấy lại không hề thích tôi, thì tôi có thể làm được gì? Bác sĩ đấy, cô xuất sắc như vậy, sớm muộn gì anh ấy cũng thích cô. Cô không cần sốt ruột ha. Anh ấy thích người nào tôi còn không nhìn ra được sao? Người ta đều nói con gái khi yêu ai cũng ngốc nghếch, thật ra thì ngược lại, con gái mà yêu đơn phương ngược lại càng thông minh. Họ có thể nhìn ra những thứ mịt mờ bình thường không nhìn ra, cũng có thể nói là vì họ yêu đơn phương nên ngược lại có trí huệ nhãn. Bác sĩ đấy, tôi thực sự có bạn trai rồi. Tới trước tới sau quan trọng sao? Đây, chẳng lẽ cái đó không quan trọng sao? Cô có thể gạt tôi, nhưng cô không thể gạt chính bản thân mình được. Cô không gạt chính mình sớm chừng nào thì càng thoát khỏi đau khổ sớm chừng đó. Bác sĩ đấy, tôi được điều tới đây là để lập ra đội đột kích đặc chiến chống khủng bố cấp quốc gia ở căn cứ đặc chiến Đông Nam, chứ không phải tới để yêu đương. Thôi được rồi, đồng chí nữ đội trưởng đặc chiến, bây giờ tôi phải đi thăm bệnh nhân của tôi, cô có muốn vào với tôi không? Tôi không đi đâu. Tự lừa gạt mình là chuyện đau khổ nhất.
cùng cũng yên ổn. Anh đó, đừng có nghĩ tôi tầm thường như vậy. Tôi có bạn trai rồi. Quan trọng không? Không quan trọng sao? Quan trọng không? Chẳng lẽ không quan trọng sao? Cô coi, cô gấp rồi. Tôi chỉ tự nói với chính mình thôi. Cô lại gấp rồi. Nếu như bây giờ cô không có bạn trai, cô có còn quýnh quýu như vậy không? Lại một mình nữa hả? Đâu có được như anh, thoải mái sùng sướng quá. À, anh bận chút chuyện, cưng đi chơi đi hả? Nghe nói anh làm rất khá. Ngay cả anh cũng biết à? Chứ sao, sự tích vĩ đại của Linh Miêu bây giờ mọi người trong ca hai ai mà không biết chứ. Đâu có, đâu có. Tôi đâu có sò được với anh. Tôi biết mà. Vốn dĩ trước giờ anh không hề thích tôi. Tôi cũng không thích anh. Cho nên tốt nhất tránh xa tôi ra. Đúng là tôi không có thích anh đâu. Nhưng mà Hổ Kình lại thích anh. Chứ nếu không, anh sống được tới bây giờ hay sao? Nè, anh cảm thấy anh có thể giết được tôi sao? Đừng có tưởng mình trâu bò lắm. Ai mà không có một cái đầu hai cái tai? Anh có ba cái đầu sáu tai à? Hả? Tôi biết chứ, anh từng làm cảnh sát vũ trang của quốc gia. Anh là thành viên đội đặc chiến. Nhưng mà như vậy thì sao hả? Lần này người của tôi suýt nữa là Sử Đẹp, Lưu Sấm và Hạ Đông. Không phải là thành viên của đội đặc chiến à? Còn là hai đội trưởng nữa. Chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Anh cảm thấy tôi bây giờ còn gì mấy cái gọi là vinh dự quân đội gì đó mà so đo với anh sao?